Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thân kính. Trang Thanh Lan xin thân ái kính chào quý khán thính giả thân mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Đài Hồng Việt TV từ 7 đến 8 giờ. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích nhắc nhở những thế hệ trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, thì cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình gian dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến với những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào, thấm đẫm thương yêu, những con tim thủng thức, nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp các vị cựu quân nhân, các chị vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng hàn huyên tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm buồn vui. Và tất cả những quý vị hội đoàn có những buổi tổ chức nào liên quan về lính, xin quý vị hãy gửi thơ hoặc điện thoại về cho chúng tôi, email qua địa chỉ tiếnghachauphuong@yahoo.com, hoặc quý vị có thể trực tiếp gọi điện thoại vào qua số điện thoại 714-933-7877. Và hôm nay thì Phương Quế có một vị khách mời, một nữ ca sĩ và cũng là một người bạn rất thân với Phương Quế. Cô đã từng cộng tác với Bì Bà Văn Nghệ Trung ương và Ban Văn Nghệ Hoa Tình Thương thuộc Tiểu đoàn 50 Chiến tranh Chính trị. Xin mời ca sĩ Phương Linh. Phương Linh xin kính chào toàn thể quý vị của Đài Hồn Việt đang theo dõi chương trình và tất cả các anh chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Em chào chị Linh. Chào Nghĩa Sư. Yes. Nghĩa Công Công. Phương Linh cũng thân chào Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan và Hoàng Nghĩa. Em chào chị Linh. Chào Phương Linh. Thì hôm nay Phương Linh lên đây là chuẩn bị nha, tại vì hai chị em có rất nhiều câu hỏi để dành cho Phương Linh. Thì trước tiên mời Trang Thanh Lan có thắc mắc gì thì... Thì đương nhiên là Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế quen chị Linh bao nhiêu năm nay rồi thưa quý vị. Nhưng có những cái chuyện bí mật của chị Linh, những cái tâm trạng, những tâm tư của chị, những tâm sự của chị mình chưa được biết, hôm nay thì Trang Thanh Lan xin phép chị cho em chia sẻ chị, như em khai thác chị. Mẫu sẻ chị. Nói chơi chứ em xin phép hỏi chị Linh chứ, chị Linh đi hát từ năm nào và cái lý do nào mà đưa chị lên làm ca sĩ thưa chị? Chị đi hát từ coi như là 1968. Thì tình cờ có một hôm đi theo chị gái của mình, tức là chị ca sĩ Kiều Lệ Xuân á. Yeah. Đi vào biệt đoàn thì mấy anh cũng thấy mình cũng là dễ thương, còn trẻ mà nhất là lại là em của Kiều Lưu Xuân nữa. Thành ra mấy anh có hỏi ngỏ ý rằng là sao có sẵn sàng để đi tuyển lựa để vào biệt đoàn làm chung với lại chị Kiều Lưu Xuân hay không. Thì đó là cái dịp duy nhất mà chị có được. Rồi sau đó thì những cuộc thi kế tiếp thì là thế chị đâu cũng chị? Thi ngay ở trong chỗ tiểu đoàn 30. Lúc đó đó là có ban giám khảo là Phương Quế biết đó, là có anh Minh Cường rồi ông Sáng, nhạc sĩ Ngữ Sáng, rồi ông Mạnh Quỳnh. Đúng rồi, là những người mà ở trong ban giám khảo đó. Anh Mạnh Quỳnh là gõ cửa đó. Không phải, đúng rồi. Chú này chú Quỳnh Diêu, tụi này gọi là chưa là Quỳnh Diêu mà không biết là ông họ gì. Ông hay ở vô biệt đoàn, ông hay cầm cái đờn thùng, ông mỗi buổi sáng ông dợt cho tụi mình đó. Thì chú Quỳnh Diêu thì không biết là ông. Thì hôm đó thì cũng rất là mạnh dạn, gan lắm á. Mấy anh ấy cũng nói vào nhiều quá, thành ra chị bảo thôi để thử giọng đi, nếu được thì chị mới tiếp tục, còn không thì chị xin rút lui. Nhưng mà sau khi đó thì được trúng tuyển và được mời vào đi làm nghe. Có nghĩa là được thì tới, không được thì lui đó. Thế đúng rồi, được thì tới, không được thì dĩ nhiên chứ, đứng đó mình cũng bị dợt là chết đó. Thường thường thì anh Nguyễn Hữu Sáng bảo là trong này thì đi công tác thì có sẵn sàng để đi công tác hay chưa, thì Linh bảo là chị mới bảo rằng là thì ai sao thì là chị làm vậy đó. Thì anh Nguyễn Hữu Sáng mới nói rằng là thôi thì tạm gọi là hạ sĩ nhất,
được cái lương coi như là tương đương với lại các anh nhạc sĩ ở trong đó, là đa số là hạ sĩ nhất bắt đầu, hạ sĩ nhất vinh dự. Chị cũng vui lắm. Giờ chị Linh có thể kể ra những cái nơi mà chị đã từng ca hát hoặc là những cái nơi mà chị đã sinh hoạt trong vấn đề văn nghệ thưa chị? Ban ngày thì đi công tác, rồi có một thời gian sau thì gặp được Phương Hồng Quế cũng vào, tức là Phương Hồng Quế vào biệt đoàn sau chị, biệt đoàn nghệ trung ương sau chị, rồi chị Quế vào năm hình như là 70 đó, sau Phượng Linh một chút. Đúng rồi. Sau đó thì những chuyến công tác thì thường đi những tiền đồn hát ủy lạo cho các anh trước khi các anh lính đi ra mặt trận, thì rất là dễ thương, rất là cảm động. Tại vì thuở đó nếu mà các anh trung bình là cỡ 18 tuổi, 20 tuổi trong cái khoảng thời gian đó thì cũng rất là mộc mạc, dễ thương. Rồi mình có những cái dịp mình trình diễn như vậy đó, có thể là không bao giờ mình gặp lại các anh nữa. Thì đi hết từng địa danh này tới địa danh kia, thì thường thường thì Phương Hồng Quế với Linh là thường là có tên trong bảng đi công tác. Mà mình xung phong. Đúng rồi. Tại vì đúng lúc rồi. Đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Có nhiều khi công tác đó không có mình đi sắp cho người khác, nhưng mà mình cũng giơ tay mình xung phong mình đi. Đúng rồi, rất là mạnh dạn, rất là không mạnh biết dạ. Sợ là gì cả. Đúng nghĩa là các anh làm sao thì chị em bạn gái chúng tôi là cũng em y cũng, như vậy. Em đó cũng đó. Phục chị với Phương Quế là cái tuổi trẻ thì cũng tương đương tuổi, giống như tương đương em đó, mà sao em nhát, em không có gan như chị. Lý do thứ nhất là má em thấy em nhỏ bé quá, em lúc đó em có 33-35 kg gì đó chị ơi, nhỏ xíu. Út mà cô Út. Dạ. Cô Út. Nàng Út Long Tre. Chị cũng Út, chị cũng là Út. Nhưng mà Út này mạnh dạn, Út này yếu xìu. Út này là nhỏ téo à. Dạ, nhỏ xíu, má em sợ lắm, má em sợ là đi hát như vậy thì ra hát cho chiến trường vậy thì không biết ai lo cơm nước cho con, rồi rủ con bệnh hoạn sao, cho nên em đành phải ở nhà với má tôi, chứ má không cho em đi hát. Đúng rồi. cho cái tiền đồn như vậy cũng rất là cam kho, là tại vì nhiều khi đó không có đi được bằng máy bay, em biết không, phải đi bằng xe của quân đội, GMC, GMC rồi xe Dart rồi xe Jeep đủ các thứ hết đó, thì thường thường là đi nguyên đoàn, thì là coi như đi trình diễn như vậy là có đủ các mục. Bắt đầu từ đi từ Sài Gòn đi tới đúng rồi đi từ Sài Gòn nhất là đi. Đâu mà gần nhất là đâu nếu mà đi, nếu chẳng hạn như đi Long Khánh thì đâu chỗ đó thì địa danh đó thì kế cận với lại Sài Gòn, không cần phải đi đi miền Tây đó, bạn nhớ không, đi miền Tây chẳng hạn như đi Bạc Liêu đúng sư đoàn 21 sát miền Tây đó, đi Bạc Liêu đó thì cũng là phải đi xe, đi xe. Nhưng mà nhiều khi mình đi giữa đường đó, Phượng Linh nhớ không, có Việt Cộng nó đắp mô đúng đó. Đúng rồi, đắp mô với lại đi. họ thầy họ pháo kích đó. Thành ra mấy anh ấy nhảy xuống đường D làm sao thì tụi này cũng nhảy y như làm vậy. Đó, rồi chẳng hạn như những cái địa danh như Long Khánh, Tây Ninh, những cái chỗ như Mỹ Tho thì không cần phải đi máy bay, thì thường đa số là đi chẳng hạn như Nha Trang hay Đà Nẵng thì mình phải đúng, bay Pleiku, Kon Tum thì mình phải bay máy bay, có mấy chỗ đó thì mình không cần phải bay máy bay. Đúng rồi. Và tối lại đó thì những ngày đi công tác thì đi công tác, mà tối lại thì chị em thay phiên nhau chạy phòng trà đúng không? Rồi, đúng rồi, buổi tối ở Sài Gòn thì dĩ nhiên là hát ở phòng trà, từ trong Sài Gòn mà vào tới chạy lớn ở Chợ Lớn, thành ra là cũng rất là bận bịu. Có nhiều khi Quế nhớ không, chở Quế trên cái Honda Dam của Linh đó, là trời mưa tầm mưa đúng tả rồi. Chị em đi lên là lông nheo xúc hết mà xúc hết một bên, mất tiêu lông nheo. Cái đó cũng là một kỷ niệm. Nhưng mà em thưa chị Linh là chị Linh có còn những kỷ niệm nào vui mà khó quên ở trong cuộc đời ca hát của chị, khi mà chị đi hát ở chiến trường hay là ở các phòng trà không thì gì? Thì có một lần đó là sợ nhất đó, là chị nhớ là hình như là đi Tây Ninh. Đi Tây Ninh thì phái đoàn đang đi trên đường, mà Tây Ninh thì em biết là có trái cây này trái cây kia, thì nhiều khi mình cũng dí dỏm mình nói với lại mấy bác tài đó bớt lại, ngừng lại để cho mình đi vô mình hái cây hái trái hay là thế nọ thế kia. Nhưng mà tự nhiên cái vừa mới xuống khỏi xe một cái thì nghe một cái đùng một cái ngay ở phía đằng trước, thành ra đó là tụi chị không có biết ớt giáp gì hết, cái nhảy xuống đúng đường đây cái là, nắp là, tức là bị pháo kích, kích đó, bị pháo kích đó, thành ra mình chỉ nghe cái tiếng từ xa thôi, nhưng mà mình nhìn lại thì may quá không có bị, không có ai bị thương gì hết, thì sợ quá quên tiệt cả trái cây luôn, trở lên xe đi tiếp. Tức là nhờ chị đến mua trái cây dừng lại khoảng thời gian đó cho nên không có bị trúng cái trái đó, chứ nếu mà đi sẵn chắc bị phải không chị? Có thể nếu mà đi sớm một tí nữa thì là sẽ trúng đó, đúng rồi, nhưng mà tại vì vì cái mà dí dỏm đòi ngừng lại để mua trái cây dọc đường đó, cái thâm minh đó, của đúng ông rồi trời đó. Thôi. Đó rồi xui khiến cho mình đúng hả? Rồi còn Quế nhớ là cái kỳ mình đi Lào, Quế nhớ rồi. Không mà lúc mình đi Lào tức là mỗi một năm thì bị đoàn văn nghệ trung ương với Hoa Tình Thương đó có kết hợp lại để đưa hội chợ Thát Luẩn đó, mà mình nhớ hồi đó nó vui lắm.
thí dụ như cái gian hàng Việt Nam Cộng Hòa mình bên đây nhớ không, thì khích một bên là gian hàng của Bắc Việt, đúng rồi, đó là mình nói là Bắc Việt là Việt Cộng đó. Mà buổi sáng á, thí dụ như mình vừa tới mình cắm cái cờ của mình cao 2 mét thì sáng hôm sau á thấy bên Bắc Việt á cũng cắm cờ họ luôn, cắm cao hơn mình một chút, 2 mét rưỡi, đúng rồi, chiều tối đó mình đưa lên 3 mét. Càng ngày cái cờ hai bên nó càng cao lên, đúng không trời, đó mà mình đi ngang bộ nhớ không, đúng rồi, mình đi ngang cái gian hàng mình không dám dòm, đúng rồi, mình sợ lắm. Quá dạ yeah. Mình sợ mình đi ngang mình liếc cái mình chạy mình bỏ mình chạy ù té mình chạy à, tại mình còn nhỏ rồi. Mình cũng sợ mình nói không biết Việt Cộng nó là sao. nhưng mà là Trang Thanh Lan biết không, cái mà vui nhất á trên đường về đó đâu có nhớ cái chỗ người ta cho mình ở đâu đâu, mà cũng may á mình nhờ, đi phố không mình đi phố rồi đó, ở sân bay đúng không, mình đi phố mình mua sắm trước khi mình về nhớ không, đi ra không chợ mua vải mua này kia nọ, vải vóc rồi son phấn áo quần đầy áo đó. Quần nghĩa là đi cho đi đã mà. Đời không có biết giờ để đi về thế đúng xong rồi, rồi Thanh Tuyền mình chỉ nhớ là mình ở gần cái sân vận động thôi, mình ở ngay cái sân ban đúng rồi, ngay sân vận động người ta có mấy cái phòng đó để cho mấy cầu thủ ở đúng rồi, ở tập thể đó thì khi mình tắm á nhau mình đi tắm nguyên cái dãy này là bên đàn bà dãy bên kia đàn ông đúng nhớ rồi. Không nhớ hồi trời thì trở lại với lại cái mà từ ở phố về đó thì không ai nhớ địa chỉ là gì cả, thành ra Thanh Tuyền rất là thông minh, có ý kiến sáng và dạ, rất sáng là sáng, dạ. sáng ý lắm. Thanh Tuyền mới vẽ một cái khung đá không, bóng, cái khung cầm, xong rồi cầm không có mà cầm cái cục đá, cục gạch ở dưới đường á, chị Thanh Tuyền chỉ cầm gạch dưới đường mà chị phải vẽ cái sân bang đó, chị vẽ cái vòng tròn, vòng tròn xong rồi để cục gạch xuống chị lấy kim chị đá. Hey, chị kêu cái thằng sẫm lò đó, đá. Cái người sẫm lò là cái người mà kéo cái xe kéo đó. Mà ở bên Lào đó nó kêu là sảm lò, nhớ không? Mới nhớ nó kêu là sảm lò. Thì kêu sảm lò. Mà đứa nào cũng dòm không biết là mình đi về đâu nữa. Không biết nói cái tiếng sân banh là cái gì nữa. Đúng. Đó thành ra chị Thanh Tuyền chị mới lấy bộ nhớ không? Chị lấy cái cục gạch chị vẽ vòng tròn xong chị để cái cục gạch ngay đó, cục đá trên đường á. Chị hê, chị đá, để chìm chị đá, cục đá. Cái thằng sảm lò đó. Đúng rồi. Có như thế mấy... thôi đó là mấy chị em mới về được. Mà trèo chị em mới về được nhà. Trời ơi. Tao nói đứa nó không biết nói gì. Chị Điểm mới vui chị. Rất là vui. Người Việt bên Lào nói chuyện tiếng Việt rất là dễ thương. Ví dụ như em đang thiếu một sợi thun cột tóc hỏi em có sợi thun vậy không? Thế là cái này nha, em có nhíu nhiều. Tức là cái chữ cuối là nhíu nhiều. Đẹp. Nhớ không? Rồi còn một chuyến nữa đó, đi theo với lại đoàn luôn, nó sang bên đó đó thì không có hát ban ngày nhưng mà hát ban tối, tại vì mấy ông tướng lãnh họp với nhau đó thì là có nhảy đầm tiệc tùng này kia. Cái buổi tối rốt cuộc đi ra ngoài phố ăn trái cây quá, ca sĩ nào cũng mất tiếng, không ai hát được hết. Thành ra rốt cuộc chỉ có ban nhạc khoa tấu thôi. Đó là những cái kỷ niệm mà nghĩa là để đời. Không? Hôm đó là mình ăn nhãn. Nhãn Saboche toàn là những nhãn đó mà nhãn thứ nó nóng lắm. Không? Đó, vô cùng cái vườn nhãn ở Bạc Liêu đó. Quý nhớ là hôm đó mình đi có Thanh Tuyền. Từ Lào vô Bạc Liêu rồi lẽ vậy. Cô nói chuyện là chuyện Khang Tiến là cái chuyện Bạc Liêu. À cô Phượng Linh, chị Phượng Linh quên rồi. Tại bên đi Lào mình không có ăn nhãn, mình không có Khang Tiến nhớ không? Mình đi Bạc Liêu mình mới cái buổi mà mình đi Bạc Liêu đó. Tự nhiên mình Thảo về tới Bạc Liêu lẹ. Chứ sao? Tại vì mình đi máy bay mà cái chút xíu nó tới vậy nè. Ta Phượng Linh hả? Rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều kỷ niệm thời kia xưa. Không có biết bao giờ mà cho hết những cái kỷ niệm. Cái chuyện này thì nó lớn hơn cái chuyện kia. Nhưng mà nãy giờ em nghĩ là Trang Thanh Lan biết đâu, chị xin lỗi em là bây giờ tới ở cái tuổi này thì chắc là cũng có cái tí nghĩa là senior moment. Không có. Bây giờ em nghĩ là chắc quý khán giả cũng đang trông chờ tiếng hát chị Linh sau bao nhiêu thời gian dài mà vắng bóng. Bây giờ em có thể mời chị đứng lên chị hát một bài để tặng quý khán giả đang trông chờ tiếng hát của chị. Cái xem dung nhan ấy bây giờ ra sao đã thấy rồi. Rồi bây giờ xem tiếng hát ấy bây giờ ra sao thưa chị. Mời chị. Chị định hát bài gì để tặng quý khán giả giống như liên quan tới những kỷ niệm của chị? Em lầm quá, chị cũng là hơi hồi hộp một chút xíu. Không có gì đâu, hồi hộp với giả thương mà. Hồi thuở đó thì chị nhớ một cái bài cũng rất là ý nghĩa của nhạc sĩ Anh Bằng. Chị muốn giới thiệu với lại toàn thể quý vị. Kính mời quý vị thưởng thức cùng tất cả các chị của tất cả những gia đình của những anh lính chiến thời Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. Phượng Linh xin giới thiệu bài hát mang tên Hẹn Gặp Anh Đêm Nay của nhạc sĩ Anh Bằng.
tựa không, nghe cũng hấp dẫn rồi. Gặp anh đêm nay cho vơi niềm thương nhớ, tháng năm xa rời nhau. Hẹn gặp anh đêm nay, hẹn gặp anh đêm nay, nói sao cho cạn lời. Mình ngồi ôm vai nhau ôn chuỗi thời gian. Chung nhịp cười, chung cả tiếng vui tuyệt vời. Mai anh lên đường về miền xa, ôm súng giữ biên cương, sống giữa núi rừng khi đời trai anh đã. Tranh đấu ôi miệt mài, hẹn gặp anh đêm nay cho vơi niềm thương nhớ, tháng năm xa rời nhau. Hẹn gặp anh đêm nay, hẹn gặp anh đêm nay, nói sao cho cạn. Vàng trên công viên hiu hắt mờ soi đôi bóng, anh ghé tay tôi say sưa câu nói ban đầu, nhớ thương nhau nhiều như tia nắng trên lưng chiều. Chị hẹn mà không ra đó là đúng là không biết sao nói nha, người đẹp vậy mà không ra uổng. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều.
Chúng ta đã có nhiều lời chia sẻ đến chương trình, là thưa chị Linh, em được xin phép được đọc chị Hồng gọi từ Utah. Chị muốn yêu cầu chị Phương Quế hát bài Đang Áo Mùa Đông để chị tặng cho mẹ chị. Chị xin cảm ơn. Dạ vâng, thưa chị Hồng, thứ nhất là hôm nay chắc chị Hồng cũng như là quý vị khán thính giả nghe là cái giọng Phương Quế hôm nay là giọng trầm buồn, là bởi vì qua một cơn cảm thì hiện giờ giọng rất là khè rè, cho nên là không thể nào mà hôm nay em hát được hết. Cho nên là xin phép chị Hồng trong kỳ tới em sẽ hát. Và hình như Phương Quế nhớ là kỳ rồi chị Hồng có yêu cầu cái bài Căn Nhà Ngoại Ô để tặng cho mẹ, thì Phương Quế cũng đã chuẩn bị bài đó rồi, nhưng mà rất tiếc là hôm nay không hát được. Cho nên là hẹn chị Hồng kỳ tới chắc chắn là Phương Quế sẽ hát cái bài Căn Nhà Ngoại Ô hoặc là cái bài Đàn Áo Mùa Đông để hứa tặng nhớ cho nha. Chị Hồng. Dạ, hứa hy vọng tuần sau mình hết hè, nếu mình còn hè chắc mình nhờ Trang Thanh Lan hát luôn. Hứa thì nhớ nha. Dạ, sau đây là chia sẻ của chú Trương Hiệp gọi từ San Jose. Chủ nhật vừa rồi chú có trực tiếp gặp Phương Quế ở San Jose. Cô là một trong những ca sĩ có tình nghĩa với quê hương và những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Chú muốn gửi đến lời đến các chị Phương Quế, Trang Thanh Lan và Phượng Linh là lúc nào cũng giữ vững tinh thần là người yêu của lính và là ca sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Chú rất thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương và chúc chương trình Đài Hùng Việt càng ngày càng thành công. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Phương Quế đã nhớ chú rồi, chú đến và chú không có lúc nào cũng khen ngợi Tiếng Hát Hậu Phương làm cho mình không có Trang Thanh Lan mà tinh Phương thần. Quế tự lên tinh thần và tự nở mũi, mém nổ chết rồi, mém bể luôn mũi rồi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Em Hoàng gọi từ Houston, Texas. Muốn xin hỏi số liên hệ để đi tìm lại mộ bên Việt Nam. Có số điện thoại thì Trang Thanh Lan nghĩ là cái ban thư ký cũng sẽ liên lạc với Hoàng để cho lại số cái địa chỉ hoặc là số phone của cái anh Sơn Hà. Anh Sơn Hà thì phải. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Những lời chia sẻ rất là dễ thương. Trở lại chị Linh nữa. Bây giờ tiếp tục họ muốn hỏi gì đó, thắc mắc không, gì em đó nghe, đi. Em nghe nói rồi chị Linh có một thời gian rất là ngắn, đứng trên sân khấu rất là ngắn, rồi chị lại từ giã cuộc chơi, từ giã cuộc vui, từ giã bạn bè để chị đi lấy chồng. Tin đó có thật hay là không chị? Sau khi lấy chồng thì cũng vẫn còn đi hát cho tới 72. Rồi tại sao chị lại... 72 là tại vì em biết không, cái hồi mà thập niên 70 đó là cuộc chiến rất là gay go và rất là quan trọng, đến cái tầm mà nghĩa là các anh, bao nhiêu các anh gửi ra mặt trận cũng không đủ, rất là gay go và rất là nguy hiểm hồi thuở đó. Thành ra anh thì chị đi theo anh đó là chị ở phi trường Trà Nóc, Cần Thơ. Nhưng mà trong căn cứ đó thì em biết đó, cũng rất là tẻ lạnh và cũng buồn lắm. Thành ra chị cũng dán chị đi hát cho đến khoảng gỡ giữa năm 72 đấy. Mới bắt đầu quyết định là thôi bây giờ mình phải chọn một con đường để mình đi theo chồng. Đi xuống như đó ở luôn với anh ở trong căn cứ. Vậy anh thuộc binh chủng gì thế chị? Anh hồi lúc đó là anh trực thuộc, anh là pilot trực thăng. Anh trực thuộc phi đoàn 227. Đó thì là anh đóng ở căn cứ Trà Nóc, phi trường Cần Thơ đó, ở phi trường Trà Nóc, Cần Thơ. Thì bỏ phố lên rừng. Đó thì em biết rồi đó, mình bỏ Sài Gòn nghĩa là hồn hoa đô hội, nghĩa là vui, mà nhất là nhớ ánh đèn, nhớ bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều. Thì thường thường là người ta ở trên quê lên trên tỉnh người ta làm ăn, chị thì lại từ ở Sài Gòn đi xuống như tỉnh ở. Thì em biết là nó rất là buồn. Tối ngày nghe ánh ương là quạp 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 ở ngoài gần ngay đằng trước cửa, ngay chị trong phi trường đó em. Đó cũng rồi, là một sự hy sinh của chị. Đúng rồi, hy sinh quá lớn luôn á chị. Thành ra đó là ban sáng em biết không, các anh trực thăng thì đi hành quân. Ban sáng thì mình nghe trực thăng, mình nghe tất cả những máy bay phản lực A-37 đi oanh tạc. Đó thì tối về thì nhiều khi mình nghe buổi sáng thì nhiều tiếng rầm rộ hơn, nhưng mà buổi chiều thì về lác đác lẻ tẻ. Có nghĩa rằng là những cánh bằng bị rớt, bị gãy cánh.
đó. Nhưng mà chị ở đó một thời gian thì cũng rất là cũng quen, cũng tủi thân lắm, cũng tủi thân lắm. Hôm tối đó thì em biết không, vào phòng hai vợ chồng vào phòng coi tivi trắng đen, hồi thủ đó thì đâu đã có tivi màu. Thành ra có nhiều khi có tuồng cải lương vui lắm, rồi chương trình ca nhạc mà coi bạn mình hát bằng màn hình truyền hình tivi. Rồi thỉnh thoảng thì bữa nào mà có văn nghệ ở trong căn cứ, thôi trời vui thật là vui, kéo nhau đi lũ lượt thái vậy. Nhưng cái... mà bạn có nhớ sân khấu không, lúc đó bạn có nhớ sân khấu không? Nhớ lắm Quế ơi, làm sao mà không nhớ được, nhưng mà mình cũng phải ráng mình tập để mình quen thôi đó. Thì có nhiều khi đó em biết không, nhưng mà được cái là cuộc sống rất là bình dị và rất là hạnh phúc, phải nói đúng nghĩa là hạnh phúc, có chồng có vợ bên nhau hàng ngày, thay vì hồi xưa chị đi hát ở Sài Gòn, anh ở dưới căn cứ thì cũng tội lắm. Mỗi lần về phép đi tìm nhau, về phép đi tìm, đúng rồi, tìm nhau từng nơi từng chỗ. Nhớ bạn đi tới phòng trà tìm Phượng Linh đó mà đúng, cứ bị giục. Thí dụ Phượng Linh đang ở đêm màu hồng, em lại đi qua bên Queen Bee em tìm. Đúng đúng. Lại gặp Phượng Quế là ở chỗ Phượng Linh đâu đó. Yeah, bồng lai chạy quốc tế rồi. Bên Bồng Lai. Maxim. Yeah. Đêm màu hồng là cứ chạy qua chạy lại, nghĩa là cũng gần nhau như vậy. Nghĩa là cuộc tình của chị đó với anh là kéo dài suốt 45 năm rồi phải không chị? 43 năm hơn rồi em, gần 43 năm. Đó thì em nghĩ là 45 năm rồi chứ. Chưa, slow down. Quá hạnh phúc chưa chị. Tới. Nhưng gặp mà được cái đó. Em xin phép chị Linh em khoe chút xíu là cặp vợ chồng của chị Linh và anh Thu là một vợ chồng điểm đó thưa quý vị, một vợ cặp vợ chồng rất là lý tưởng cho cuộc sống hôn nhân của đôi lứa mà nhiều người thèm muốn lắm thưa quý vị. Thì giống như Trang Thanh Lan và Phương Quế chờ quản thấy ai rất chân. Dạ vâng, thì thôi bây giờ cái chuyện tình của anh Thu, một chiến sĩ không quân và một nàng ca sĩ chúng ta tạm gác ở đây, và xin mời quý vị khán thính giả theo dõi một số thông tin thương mại của đài và chúng tôi sẽ trở lại. Rất cảm ơn sự chờ đợi của quý vị. Quý vị đang xem chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Chương trình này được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Công ty điện tử Teletron có rất nhiều chi nhánh ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Một nơi chuyên bán những đồ gia dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, sofa, tủ, giường, nệm, tất cả đều được làm tại Ý. Và đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada, chính gốc được làm tại Nhật Bản và thời gian qua đã được rất nhiều quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có phương tiện nhu cầu cần mua sắm, xin mua sắm ở trang nhà teletronusa.com hoặc quý vị có thể gọi điện thoại 1877-892-6999. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón nhận những lời chia sẻ của quý vị qua số điện thoại trực tiếp 714-933-7877. Quý vị có thể đặt câu hỏi với ca sĩ Phượng Linh ngày hôm nay, với Trang Thanh Lan, với Phương Quế và với Nghĩa Sữa qua số điện thoại 714-933-7877. Dạ, dạ, sau đây là có lời chia sẻ rồi thưa quý vị, đặc biệt lắm thưa quý vị. Anh Hùng gọi từ Minnesota, mong muốn yêu cầu anh Nghĩa Sữa hát một bài, bất cứ bài nào, vì anh rất hâm mộ anh Nghĩa Sữa. Xin cảm ơn. Nhưng mà hỏi anh ăn gì chưa? Chị Nghĩa Sữa hỏi anh ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Chuẩn bị ói. Đầu đến nỗi dữ vậy. Đờn bao nhiêu lâu nay rồi bốn biết bài nào ha? Ở đây là ca thử sĩ đi. Không đâu thử qua đi, mắt đi. Thôi, con mà cất lên cái là ói hết. Không, nhưng mà gia đình Nghĩa Sữa đó là từ trên xuống dưới là hồ quảng không à quý vị. Gia đình của anh Ba Minh Tơ. Nhà nghệ sĩ luôn. Anh Ba Minh Tơ Thanh Tòng là anh của Nghĩa Sữa, anh bà con. Ha, thành thử gia đình là Đức Phú, cho nên một ngày nào đó đó chúng ta phải bắt Nghĩa Sữa hát Hồ Quảng để tặng quý vị khán rồi, giả của đài sẽ hát. Sau đây là cái lời chia sẻ của chú Lượng. Ải ải vui quá ha. Rồi bữa nay mình hơi bị vui. Chú Lượng gọi từ Diêu Thà vì chú là em họ của ca sĩ Minh Hiếu, nhưng vì lâu quá đã mất liên lạc, nên nếu như hai chị Trang Thanh Lan và Phương Quế có biết về ca sĩ Minh Hiếu thì chú muốn xin số phone của ca sĩ Minh Hiếu. Số phone của chú có ở đây, và Phương Quế sẽ liên lạc với chú sau cái giờ này để Quế biên theo số phone chú xuống, và sẽ liên lạc với chú để cố gắng tìm số điện thoại chị Minh Hiếu để gửi cho chú. Dạ vâng. Yeah. Sau đây là lời chia sẻ của chị Hà gọi từ Seattle. Chị muốn xin số phone của chị Phương Quế để mua cái máy lắc chân. Chị có để số điện thoại nè. Anh Tiến Nguyễn gọi từ Auckland. Anh từng là sĩ quan trong quân đội Thủ Đức,
Anh muốn hỏi nơi để mua mũ beret màu đen mà quân đội Thủ Đức hay quân đội Anh, nghe nói là ở LA có chỗ bán. Nếu các chị biết thì xin cho thêm chi tiết để anh tìm mua mũ beret. Chị Linh là hay đội lắm, chị Linh chỉ đi. Chị không có nhớ rõ cái tên nhưng mà hình như là uniform something on Brokhurst. Không, anh ở xa lắm, Phụng Linh. Mình okay. Có thể như vậy nè. Bây giờ mình xin anh cái số điện thoại, số rồi điện thoại là mình sẽ mình tìm cái điện thoại, tìm cái địa chỉ, cái địa chỉ với số điện thoại đúng, đó đúng, đúng, để đúng. Cho anh trực tiếp anh gọi. Đúng, giống đúng. Như Phương Quế hôm đó, Phương Quế có tìm số điện thoại một lần đúng để rồi. Gửi cho một cái anh lính ở bên Philadelphia để anh mua đồ lính đó, quân phục đó. Thì Phương Quế có một cái số điện thoại đó nữa. Thì Linh biết đó là ở chỗ này người ta theo cả bằng tên với lại tất cả những cái anh xin đồ này kia, anything, tất cả các thứ của các binh chủng là đều có hết. Dạ vâng, thì nếu mà như vậy thì anh cứ cho cái số điện thoại thì một chút nữa để mình tìm cái địa chỉ với số telephone để mình gửi cho anh. Dạ còn còn một cái lời chia sẻ nữa cho phép em đọc luôn nha chị Linh. Chú Tuấn ở Texas, chú rất thích chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Trước đây chú là hạ sĩ quan, mỗi khi được xem chương trình về lính là chú lại xôn xao trong lòng. Chú cảm ơn hai chị Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan. Chú muốn hỏi Trang Thanh Lan lúc nhỏ có hát trong ban tập lục tùng lâm hay không? Trước năm 75, chồng của Phương Hồng Quế có phải là trung úy phi công hay không? Chú chúc chương trình luôn tiến đạt và hai chị luôn thành công và trẻ đẹp. À dạ cảm ơn chú Tuấn. À, Trang Thanh Lan trước là học trò của chú Tùng Lâm, thưa chú. Chắc thưa anh quá, tại mấy cô thư ký kêu bằng chú, Trang Thanh Lan kêu bằng anh cho thân mật. À, Trang Thanh Lan trước là học trò của chú Tùng Lâm, thưa anh. À, năm 68 Trang Thanh Lan đã thọ giáo với chú Tùng Lâm rồi. Còn tới Phương Hồng Bình phải không? Dạ, đây là cái đời tư, đời riêng của Phương Hồng Quế. Nhưng mà Phương Hồng Quế cũng rất là hãnh diện chứ không có gì phải ngại ngùng mà mắc cỡ hết. À, sự thật mà nói, chồng Phương Hồng Quế không có phải là trung úy không quân nhưng mà là người yêu. Xém, Phương Hồng Quế xém làm vô hụt của không quân, gia đình không quân, là lúc đó Phương Hồng Quế có người yêu là trung úy của pilot phi đoàn 235 ở Pleiku. Và chuyện tình đang, chúng tôi đang có một cái thời gian rất là thấm thiết với nhau, thì cái ngày mất nước 30 tháng 4 đến và anh chiến sĩ không quân đó đã tử trận trên đường bay từ Phù Cát bay về Sài Gòn. Đó là một cái sự chia ly, một sự mất mát, một cuộc tình gian dở của Phương Hồng Quế đối với một chàng chiến sĩ không quân. Hay dạ vâng. Cảm ơn Phương Hồng Quế. Bây giờ em nói lại với chị Phương Linh. À, theo em nghe chị Linh nói hồi nãy là chị Linh theo chồng, lấy chồng theo chồng về tuốt ở Cần Thơ, Bình Thủy hả chị? Cần Thơ. Trà Nóc, Cần Thơ. Trà Nóc, Trà Nóc, Cần Thơ. Phi trường Trà Nóc. Nóc. Thì em thấy là chị bỏ cuộc chơi, bỏ hết tất cả thành qua đô hội để chỉ trở về nơi thôn quê hẻo lánh. Khi mà anh đi chiến trận đó, khi anh bay đi để công tác gì, gì ra trận đó, thì ở nhà chị mang tâm trạng của người vợ lính như thế nào, chị có thể chia sẻ với tụi em với là các chị vợ của lính hay không ạ? Dĩ nhiên khi mà mình, khi mà chồng xách cái túi bay đi những cái chuyến công tác như vậy đó, chuyến phi vụ như vậy đó, thì dĩ nhiên ở nhà đã rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Và luôn luôn lúc nào đó thì mình cũng cứ cầu nguyện cho người chồng mình đi được bình an và trở về cuối ngày. Tuy nhiên chị cũng có được một ít bạn bè cũng như ở dưới căn cứ đó, tại vì cũng có những các anh chị khác nữa, cũng có những chị khác xuống ở với chồng ở dưới đó, thành ra mình cũng gợi được một cái như một cái gia đình, một cái gia đình. Thì mình chia sẻ hàng ngày, rồi mình cầu nguyện khi mà biết có người nữa là bị rớt máy bay trở về, thành ra nó cũng như một cái gia đình nhỏ ở trong căn cứ. Thì thường thường các anh đi đó như vậy đó, từ sáng đến tối, máy bay phu trục thì đi oanh tạc, còn trực thăng thì đi đổ bộ, rồi đi giúp tất cả những các đơn vị bạn. Có nhiều khi anh thu về đó, chị đến gần anh là mình nghe những cái mùi hôi mà của xác chết, thì biết đó hôm đó là chồng mình có chở, có đó là có tải đi, thương. Đi bốc xác về. Có hôm đó gọi là tải thương. Đó, tải thương đó. Đó thì là anh về như vậy. Nhưng mà cũng ngược lại thì cũng có những cái vui. Buổi sáng thì nghe như vậy đó, rầm rộ máy bay cất cánh rồi đi về. Rồi buổi chiều thì lên câu lạc bộ ăn cơm. Khi mà lên câu lạc bộ ăn cơm ấy thì
ôi mấy ông nào mà trở lại về rồi là rất là vui, cũng như là hội là tiệc ở trong câu lạc bộ vậy đó. Mấy anh ấy kể chuyện là có khi mấy anh ấy đi Cái Lậy, có khi mấy anh ấy đi biệt khu Hải Yến, toàn là những chỗ mà nguy hiểm thôi. Biệt khu Hải Yến là một cái địa danh rất là nổi tiếng, là nghĩa là có thể là mấy anh mà bị rớt máy bay trong đó là khó có mà đem xác ra được. Đó là biệt khu Hải Yến. Rồi các anh đi U Minh. Ở vùng nào chị? Vùng 4 đó em. Miền Tây đó. U Minh rồi đi Cây Lậy. Toàn là những cái chỗ mà có bên quân địch là nhiều. Đó. Thì các anh trở lại ăn cơm chiều rồi ngồi kháo chuyện với nhau, địch bắn thế nào, mình bắn làm sao. Mấy anh giống như là đùa giỡn vậy đó. Mà hồi đó đấy, em biết ông pilot là cũng rất là còn trẻ. Thành ra cái mà sắc khí mà hào hùng của các anh, cái tinh thần của anh rất là cao, không có sợ sệt gì cả. Đại khái là địch tới đâu tôi tới đó vậy đó, đại khái vậy. Thành ra mấy anh, chị được nghe những cái câu chuyện như vậy đó. Thì mỗi một ngày một câu chuyện rất là khác nhau, những cái địa danh các anh đi đó. Rồi rốt cục rồi thì mình cũng nghe, tại vì ban đêm đó em biết không, đêm nào cũng bị pháo kích hết á. Em biết là cái mà Sa 7 đó, cái mà đạn pháo mà Việt Cộng họ bắn, mà nhiều khi mình nghe cái tiếng mà nếu mà mình không nghe nữa đó thì mình được bình an. Đó, mà nếu mà mình còn nghe, nhiều khi đổ ngay trên đầu mình luôn thì mình không biết. Có xuống cái hầm trú ẩn không chị? Trong nhà thì có làm một cái băng cơ, nhưng mà rút cục rồi chạy ra chạy vào mệt quá à. Nghe giết rồi cũng quen, thành ra thôi nằm ở trong phòng luôn đó, rồi coi tivi, rồi coi cái này cái kia rồi ngủ đi. Tức là ngày này qua tháng khác là chị luôn luôn là chị ở sống trong một cái hoàn cảnh như vậy. Thành ra làm gì mà không có chuyện hồi rất là kiên cường ha. Rất là kiên cường. Phải nói rằng chị là vợ lính nhưng mà chị còn hơn lính nữa. Tại vì lính còn cầm súng ở trên tay. Đúng. Và chị thì chị phải bồng con. Hồi hộp lắm. Nhưng mà chị vẫn như là gan dạ, chị vẫn kiên cường, chị vẫn không sợ những cái chết. Đúng như vậy rồi. Thì phải nói rằng những người phụ nữ Việt Nam mình như là chị Phương Linh, những người vợ lính hồi đó. Đúng. Thì mình rất là thán phục. Đúng rồi. Là tại vì các chị không cầm súng nhưng các chị giúp sức mạnh cho các anh. Tức là anh ra chiến trường nguy hiểm bao nhiêu thì chị ở nhà cũng nguy hiểm. Chị ở nhà, đúng rồi, chị ở nhà thì may là có một số bạn cũng như chị. Thành ra mình trở thành một cái gia đình nhỏ nhỏ. Rồi tất cả những các anh mê vô xạ thủ kỹ thuật thì đi tới đi lui thì cứ gặp chào chị, anh đi hả, những cái câu hỏi thường xuyên thì nó cũng qua ngày. Tuy là nó hồi hộp nhưng tức mà rồi mỗi sáng anh đều mỗi bay hết. Đúng đều có phi vụ để bay hết, đều có đi phi vụ, đi hành quân. Có ngày nào nghỉ đưa vợ con đi chơi không? Cũng hiếm lắm, là tại vì nhiều khi bị thiết luật đó, bị cấm quân đó. Thành ra đâu có đi ra được khỏi phi trường, không có dễ gì mà đi ra. Thành ra thỉnh thoảng đi ra phố đi ăn hay là đi coi hát. Nhưng mà đa số đó là ở trong phòng, mà muỗi cũng nhiều lắm. Ra khỏi cái phòng đó là muỗi cắn tới đó. Ở Cần Thơ, chị ra Cần Thơ hay sao chị? Không, ở trong Trà Nóc. Trong Trà Nóc, Trà Nóc cũng là một cái từ nhỏ hả chị? Đúng rồi, từ trong Trà Nóc mà ra tới Phong Dinh phía ngoài phố đó là cũng khoảng cỡ chừng mười mấy cây số. Thành ra rất là khó khăn đi ra đi vào phi trường, là phải nhiều khi đó là khi mà lệnh cấm quân đó là phải đi ra đi vào, phải có sự vụ lệnh đi ra đi vào, đâu phải dễ mà đi đâu. Tức là túc trực, nhớ nghiêm luôn. Đúng đó, đúng đó. Rồi là đâu đi ra đi vào cổng phi trường không có phải là một chuyện dễ dàng. Dạ, từ những lần anh đi như vậy, từ những cái chuyến bay anh mỗi sáng bay như vậy, thì chị có một cái bài hát gì hay là có cái cảm nghĩ gì mà khi chị ở nhà chị đợi anh trong lúc anh đang đi bay gì phi vụ? Em muốn mời chị hát một bài nữa được không thưa chị? Câu chuyện hấp dẫn quá, hãy mượn mua cái bài hát để cho tăng thêm phần hấp dẫn nữa chứ. Một bài hát mà chị nghĩ đến đó là cũng rất là có ý nghĩa, được sáng tác của anh Trần Thiện Thanh đó, anh Nhật Trường đó. Thì bây giờ thôi Phượng Linh cũng xin mượn bài hát để kính tặng toàn thể các anh, các chị, gia đình của tất cả những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Kính mời các anh các chị cùng toàn thể quý vị quần đài cùng nghe bài hát mang tên Chuyện Một Người Đi.
tròn mãi không vơi. Xưa nay có hoa nào mà chẳng tàn không phai. Sương kia sương đọng rồi vỡ, mây hợp chờ đợi tàn, dẫu xa nghìn năm đừng buồn ly tan. Nếu biết lối đi hiện giờ tìm đến tương lai xa xôi, nếu yêu buồn nghe hôm nay anh còn bàn tay, anh còn đôi vai, anh còn tình thương biển kia còn xanh, anh người đi là chuyện nghìn lòng trai. Đêm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, thương mây bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi phút qua rồi chỉ là phút xa xôi, tâm tư có mơ mộng vẫn chẳng còn mắm sáng. Đêm lại qua đêm bên nhau nhiều thương, nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em. Chuyện một người đi là chuyện nghìn lòng. Đêm nào anh dừng bên quán vắng ôn lại chuyện xưa, thương mây châu vừa trong sao anh khẽ bảo em. Đêm trên trời bao nhiêu sao sáng, tình mình còn sáng hơn sao. Nhưng thôi phút qua rồi chỉ là phút xa xôi, tâm tư có mơ mộng vẫn là mộng. Chẳng còn mong sáng, đêm lại qua đêm bên nhau nhiều thêm, nắng kia rồi lên anh sẽ tìm em. Thâu đêm chẳng còn mong sáng, đêm lại qua đêm bên nhau
xin thầm thầm. Xứng đáng là ca sĩ của thời Việt Nam Cộng Hòa. Em thấy chị đứng thì em nhớ mấy cái vũ trường ở Sài Gòn lúc đó ghê. Và sau đây thì xin phép quý vị cho Phương Quế đọc một số chia sẻ. Anh Charlie gọi từ Alabama. Anh muốn xin địa điểm để mua những huy chương, huy hiệu, đồng phục trong quân đội. Số điện thoại của anh là 256-337-5218. Dạ vâng, Quế sẽ giữ số điện thoại của anh. Và khi nào có cái số điện thoại của cái tiệm bán huy hiệu thì Phương Quế sẽ gọi cho anh. Yeah. Trang Thái Lan có ý kiến là từ sau mình có thể mình để lên trên cái bàn ảnh để mình giới thiệu tiệm nào. Tại vì ở xa, sự thật mà nói, Trang Thái Lan nói cũng đúng. Tại vì Phương Quế đi hát ở xa đó, những tiểu bang khác đó, có những anh lính hồi xưa của mình đó, mua những bộ quân phục mà không biết mua ở đâu. Đúng rồi, muốn tìm lại những màu áo mình không phải là yêu thương. Có thể là mình cần làm này, có thể là mình quảng cáo hay không nữa, mình không biết nữa. Không phải quảng cáo nhưng mà để mình giúp cho những người ở xa muốn có huy chương. Kia người ta nói mình... ngay trong quận Cam mình thì như là có 1-2 tiệm thôi. Có 1-2 tiệm thôi. Đúng rồi. Dạ, thì vâng. Nếu mà như vậy thì mình cho Quân Bình thì mình cứ để cả 2 cái địa chỉ. Cũng rất là tốt. Rồi có địa chỉ thứ 3 rồi sao chị? Thì không, lúc đó thì phải xin phép. Không, lúc đó nếu mà có địa chỉ thứ 3 thì mình tính tiếp. Không, nhưng mà phải nói gì nào, minh bàn nãy giờ. Nhưng mà sự thật đó, cái người quyết định vẫn là ban giám đốc của đài chứ không phải của chúng mình. Ban giám đốc là có cho phép chúng mình để lên cái màn ảnh hay không? Đúng rồi. Đó. Chị Trâm gọi từ New York, rất hâm mộ hai chị Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Chào chị Trâm. Ủa, dạ. Chị cũng thắc mắc là sao Trang Thanh Lan dạo này ít đóng kịch quá. Không biết sắp tới Trang Thanh Lan có dự định đóng kịch gì không? Xin cho biết thêm thông tin. Và xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn chị Trâm rất nhiều. Trang Thanh Lan cũng đã vừa làm cái kịch 100 ngày yêu đã qua đó chị. Nhưng mà 100 ngày yêu còn đi diễn các tiểu bang nữa thì chắc Trang Thanh Lan nghỉ túi cuối năm nay. Hoặc là sang năm sẽ ra cái DVD để các chị ở các tiểu bang xa có thể mua về để coi thưa chị. 100 ngày yêu là do ai đóng? 100 ngày yêu của ban kịch Quang Minh Hồng Đạo. 100 ngày yêu. 100 ngày yêu bộ không đóng ngày kịch nào. Ngày yêu chứ không phải người yêu. 100 ngày, 100 ngày yêu có 100 ngày thôi. Với ban kịch là Quang Minh Hồng Đạo. Trời ơi. Tại bộ không nói nhiều khi 100 người yêu là hơi mệt á. Có người muốn chết. Còn không Quế? Con chia sẻ không? Dạ không, như có chị nào mà hỏi Phương Quế mua máy lắc khí công đó. Yeah, có địa chỉ đây. Thì Phương có Quế số đây. Dạ vâng, thì cũng có nãy giờ có 2-3 quý vị hỏi xong mua cái máy lắc chân, tức là cái máy lắc khí công đó. Thì 15 phút là bằng 1 tiếng đi bộ, nó rất là tốt, sẵn mình quảng cáo sơ sơ luôn. Thì xin quý vị chuẩn bị giấy bút, Phương Quế sẽ nói nhanh cái số điện thoại mà để mà của công ty Slim Now để quý vị có thể mua massage bell, mua máy lắc khí công và mua máy xông hơi. Cái số điện thoại là 1888 775. Mặt ủa tự nhiên số mình quên luôn. Anh Thanh Lan nhớ không? 1888 775 hả? 3057575. Hoặc quý vị có thể gọi cho Phương Quế là 714 719 2747 và 714 719 2747. Bây giờ em trở lại để chị khôi hài với lại Quế một chút xíu đó. Bán cho khách lắc nhưng mà cái điều kiện là Quế có lắc hay không, lắc quá chắc là quên số phone nữa. Thì lắc quá là bài bộ nhớ rồi. Không, đúng rồi, lắc quá nó bây giờ chị nhớ 1888 305 7575. Dạ bây giờ nhớ rồi, lắc quá cái số nó bay luôn. Bạn thông cảm, đây là chứng bệnh của người già hơi bị lớn tuổi đó, có nhiều khi mình nói mỗi ngày mà mình tự nhiên mình quên. Em trở lại với chị Linh. Chỉ còn có 5 phút nữa thôi chị Linh ơi. Bây giờ chị Linh thấy những khi mà anh bay như vậy, chị ngồi với chị nhìn lên rồi chị thấy cái những cái vần mây trắng mà nó bao cái máy bay của anh này, chị có cảm nghĩ gì không thưa chị? Không thể nào mà thấy chính xác được, nhưng mà thấy mờ mờ tại vì trực thăng cũng không có bay cao lắm. Đó, nhưng mà khi mà cất cánh với lại khi về đấy thì ôi trời ơi, thấy đúng phải nói với thưa với quý vị là cái lòng, cái tâm trạng của người vợ ở nhà còn là nhìn thấy chồng đi ra đi hành quân đó, nó rất là dạo dực và nó rất là hồi hộp, lo sợ nhiều hơn. Đó thì
Máy bay cất lên bạn biết không, mà đáp xuống bạn biết không? Biết chứ, bạn nghe biết chứ. Bạn quen không? Ôi nghe quen lắm. Biết cái tiếng nào của máy bay ảnh? Cái đúng rồi, nghe chứ. Biết hả? Tiếng trực thăng nó là nó có một cái tiếng mà tại vì của máy bay ảnh thôi. Không thể biết được đâu. Không không, trực thăng mình biết phân biệt đây cái nào là trực thăng, cái nào loại máy bay khác, đúng rồi. Không, nhưng mà cái chuyến bay nào của anh chị có biết không? Cái tiếng kêu. Nghe tiếng trực thăng nói chung á thì biết. Tại vì cái trực thăng nó có cái dễ yêu ở cái chỗ rằng là nó sạch nó nổ máy rồi là cái quạt mà khi mà nó quay tít thò lò trên nó là bắt đầu các anh mấy anh cứ chọc là phi đạo chạy dài, anh cất cánh bay cao, đó là cái máy bay nó nhổng cái đít lên xong nó chúi cái đầu xuống, nó bay rất là đẹp, nó bay đẹp. Còn khu trục quá thì nó gầm thé lên là xé, giống là gầm đó, cứ gầm là thét lên, nó là xé bầu trời đó. Đó là bây giờ chúng mình đang nói về những cái chuyến bay, những cánh bằng, những cái chim con chim sắt khổng lồ, thì em chợt nghĩ tới cái bài hát mà rất là phù hợp với chị Linh cũng như là những người vợ của mấy anh không quân, một bài hát của nhạc sĩ Trần Thanh được mang tên Tuyết Trắng. Mời Phương Quế, chị Phượng Linh có thể nào đứng lên hát chung với em bài này để tặng khán giả không vậy? Em mời chị, mời nghe xưa. Tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Anh ước sao tình như tuyết
Tự mình khen mình. Cảm ơn chị Phượng Linh hôm nay đã đến đây để mà chia sẻ với chương trình, với quý vị, nhất là các chị vợ lính cũng sống lại cái kỷ niệm từ cái thuở mà chinh chiến. Và bây giờ thì chương trình chúng ta chắc cũng không còn nhiều giờ nữa, thì chị có thể gửi lời chào tạm biệt với đến quý vị. Phượng Linh xin thân ái kính chào tạm biệt tất cả quý vị đang theo dõi đài Hồn Việt. Hy vọng Phượng Linh có dịp sẽ trở lại với Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan để tiếp tục chia sẻ tất cả những ngày tháng mà trong thời gian chinh chiến cùng với các chị và các anh. Cảm ơn chị Linh. Toàn thể, xin cảm ơn toàn thể. Cảm ơn chị Linh rất nhiều. Quý vị ơi, một giờ trôi qua rất là lẹ. Chúng ta đành phải chia tay đây thôi thưa quý vị. Trong lúc ba chị em cũng muốn nhiều chuyện lắm nhưng mà hết giờ rồi. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị Vũ Linh cũng như Nghĩa Sữa, Tiếng Hát Hồng Phương xin chia tay quý vị ở đây. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Và cảm ơn những lời chia sẻ thật là dễ thương của quý vị. Kính chào tạm biệt.